Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Hiện tại bây giờ đây Ngọc chuẩn bị làm bữa ăn tối cho hai vợ chồng đó các bạn ơi. Trước mặt tất cả mọi người là một dĩa thịt bò. Thịt bò này Ngọc mua chợ Hàn Quốc. Thịt bò này thì cũng đơn giản thôi các bạn. Hôm nay hai vợ chồng sẽ nướng thịt bò lên với lại tôm lên để cuốn bánh tráng ăn. Đây, cái dĩa thịt bò này Ngọc mua có giá là 17 đô 15 sen. Thì có nghĩa là cỡ khoảng 400 mấy ngàn tiền Việt Nam á. Bây giờ Ngọc sẽ ướp thịt bò. Thì đây, hũ ướp thịt bò của Ngọc nè. Đó, cái hũ mà có trái táo với lại trái lê á. Bây giờ Ngọc sẽ gỡ thịt bò ra và ướp cho mọi người nha. Mời 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 mọi người theo dõi cái video clip ngày hôm nay nha. Bây giờ Ngọc sẽ đổ nước ướp vô nha. Hôm nay ăn cái này muốn ăn cuốn bánh tráng là tại vì lâu quá chưa có ăn cuốn bánh tráng. Hồi bữa Ngọc về Việt Nam, các bạn thấy những cái video của Ngọc cũng ở nhà mà Ngọc với mẹ với gia đình chưa có ăn cái cuốn bánh tráng nào hết á, nên là tự nhiên qua đây cái thèm lại cuốn bánh tráng. Hồi bữa về Việt Nam không ăn được một cái gỏi cuốn luôn á, ngộ đời thì chứ. Còn đây các bạn, đây là tôm mà Ngọc đã lột vỏ và rửa sạch rồi nè. Hồi nãy là có vỏ Ngọc, nếu mà cuốn bánh tráng mà để vỏ, thứ nhất là nó ăn nó hơi bị cứng một chút, với lại chồng Ngọc là ảnh không ăn được cái vỏ tôm, nên là Ngọc quyết định là đứng một mình 1 phút 30 giây lột hết cái vỏ tôm của con tôm này ra và cuối cùng rửa sạch đã, để im đây không nhúc nhích. Tiếp theo bên này là Ngọc ăn với lại xà lách với lại dưa leo nhỏ các bạn. Dưa leo này ăn đã lắm, giòn lắm. Đây các bạn ơi, sau một hồi chuẩn bị thì tất cả mọi thứ đã lên mâm, lên dĩa. Ngọc để đây sẵn, xong rồi cái lò Ngọc cũng để đó luôn để chút nước Ngọc nướng các bạn. Ngọc muốn khoe các bạn cái này nè. Cái mẹt. Dữ chưa? Ngọc mua từ Việt Nam, đem từ Việt Nam qua luôn á. Đóng mua vậy mà không có bị bể, không có bị gì các bạn. Để đựng rau nhìn rất là Việt Nam của mình. Thôi xin mời tất cả mọi người cùng theo dõi cái video clip ngày hôm nay nha. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn. Thì đây là mọi người ơi, bàn ăn đã xong rồi đây. Thì bây giờ sẽ bỏ đồ lên nướng nha mọi người nha. We got some pork and then tôm. Tôm. Tôm, tôm. Tôm, tôm. And then rau sống. Rau sống. Yes. Okay. All right. So beef this side. Shrimp that side. And... okay. Whoa. Nice and hot. Bên tôm thì Ngọc bỏ một chút dầu ăn. Còn bên thịt bò thì tại vì cái thịt bò ở trong thịt bò nó có mấy cái sớ sớ mỡ nên là mỡ sẽ tự ứa ra. Mình hát tiếp cho mình ăn xem lại đây. Eating good again. Chồng Ngọc mà không có Ngọc ở nhà. Ăn sơ sài lắm. Thế nên bây giờ là anh được ăn ngon lại rồi đó. Nhìn hấp dẫn cho mọi người. See, it's at okay, so like 200, so it's about halfway. It's good. Is there anything on this, or this is a no, just sure. Ngọc tôm thì mau chín lắm. Ngọc lẹ tôm. Ui, Ngọc chưa bao giờ ăn cái tôm cái kiểu mà nướng kiểu này bây giờ. I haven't had this like... no, this is my first time. Oh yeah? You mean unmarinated or first time this style? This style. Lẹ quá. Ready, huh? Oh God, you want the... Yeah. Yeah, actually that sounds good. So how was Katie today? She was good. She was good? Katie ngủ rồi cô chú ơi. Cũng yeah. Chưa lấy lại giấc luôn. She's sleeping right còn now. Còn giờ Việt Nam. You say still jet lag? Mm-hmm. Mm-hmm. How are you doing with your jet lag? Better. Better? Còn cuộc okay. Học thì đỡ hơn. Ngọc thì Ngọc đỡ lên chơi. Còn nó cho nó khó khăn quá. Người phụ nữ khó khăn của thời đại. Cô chú thấy chơi bữa nay nói tiếng Việt đã không cô chú?
see here. Đó, chín hết rồi đó các bạn ơi. Cái nào chín nó gấp ra trước để nó đừng có nóng. Không phải, để nó đỡ nóng chứ không có đừng nóng. Để đỡ nóng. À, tôm á, tôm này là Ngọc mua ở chợ Hàn Quốc á. Là hồi nãy Ngọc nói các bạn là có vỏ, lột vỏ ra chứ không mấy ăn gì là nó cứng lắm. Thôi giờ vậy đó. It's good. It's real good. You know the weight of the heart is through the stomach, right? Ngọc hỏi chồng Ngọc còn ngon không? Mà nói em biết gì á, con đường đi vào trái tim của anh là đồ ăn ngon. Mà không, ta ăn ngon là đặc biệt là biết gì không? Là đặc biệt là thịt bò á. Ngọc ăn cơm trước. Ăn ít lắm, một cuốn cuốn với ba ăn cơm. Bỏ miếng dưa lên vô. Did you put the tomboy in it? Oh, not yet. It was stuck to the plate. Chồng Ngọc quên bỏ dưa leo rồi. Now it's all together. Đói quá, đói bụng quá các bạn ơi. I'll put it on the side. Về Việt Nam dở ghê, không ăn được cái bữa bánh cuốn, bánh tráng cuốn hoặc là cái bữa gì đó, gỏi cuốn, dở quá dở. Ăn cái gì cũng ăn hết, ăn cả thế giới luôn mà không ăn mấy cái món đó là Ngọc thấy là Ngọc dở, dở ẹp luôn. Ngọc chấm với lại nước mắm. Đây, có từ cái chén nước mắm, đựng nước mắm hiện tại. Nước mắm? Nước mắm? No, I don't think you need to dip it. No? No. Chào một con chén chấm nước mắm mà nó thôi, không cần đâu. Xin mời mọi người nha. Mm. Mine's real good too. Tom, you didn't say? I think you should clear this, but it's not just gonna taste black. Okay. Tom, you didn't say long good. Đúng là mùa đông. Từ sáng cho tới tối trời ngoài trời á hả? Tối thui à, 9 giờ sáng cũng tối thui, làm với con người mình cũng mệt mỏi, uể oải, không có một chút cái tinh thần gì để hào hứng. Tớ đang ở Việt Nam, nắng lắm sung sướng. Mà ý là thời tiết năm nay là đẹp lắm rồi đó, không có nhiều tuyết rồi đó. Quá trời đi. How's the current? Really good. Can I have one? Yeah. Cây á, đi ra đường khoái lắm. Mà tội nghiệp lắm cô chú, mặc đồ mặc đạt thì xong đi ra đường á, vừa mở cửa ra ha. You want to cheers? Vừa mở cửa ra đi qua xe thôi. Vừa mở cửa ra tới ngoài đường nó làm gì? Lạnh. Xe gì đó sao gì à? Dạ. Còn nhiệt dễ sợ thì chứ. Well, when I came home for lunch, she walked out into the hallway, and she was looking for Lucky, you know. But she was by the door and she's like, Len. Yeah. Yeah, well. Chồng mà nói trưa mà anh đi về anh gặp cây đứng ở ngoài đó. Mở cửa, ta thấy hả, từ ngày khổ, từ ngày cây về, Lucky trốn luôn, Lucky không về nhà luôn. Xin chơi đi xôn, Lucky nó không đến nữa. Ông Lucky. When, over the, you know, time you were gone, Lucky was here every day. Chồng mà nói là cái lúc mà Ngọc với cây đi á, là Lucky ở nhà hàng ngày luôn. Also, because it was winter. It was cold. Bây giờ mà bây giờ. Cheers for some shrimp. Bây giờ hai đứa về rồi Lucky trốn luôn. Vì Lucky về chắc nó lớn rồi đó, chắc nó không gặp con chay hai tháng rồi, chắc nó hơi lạ hàng sao. Chứ lại chay lớn rồi cũng đâu có quấn Lucky như hồi nhỏ mà chị không biết đâu. Thì sao Lucky không biết?
có chay là không có lá tiền, mà có lá tiền là không có chay. Vô. Ừ. You know where I want to go? Yeah. To that shrimp place. Yeah. Over there on the west side. Oh, the Chinese place? Mm-hmm. Yeah. We haven't been there in Rio. A long time. Mm. Like his tail's so soft. Yeah. À bây giờ quên chia sẻ với tất cả mọi người. À, Ngọc về phải lại á, Ngọc vẫn chưa đi làm lại các bạn. Tại vì vẫn không có người giữ chay. Rồi mùa đông á rất là chậm, nó đi làm rất là chậm, nên là Ngọc quyết định là Ngọc ở nhà cho tới mùa hè con sao. Rồi ở nhà giữ chay rồi làm video, rồi sắp tới đây thì sẽ có những cái video Ngọc ở nhà chăm sóc cho mấy em nhỏ gia đình của Ngọc. Ngọc sẽ cố gắng làm nhiều món ăn hơn, có thêm nhiều thời gian mà ở nhà có thêm nhiều thời gian sẽ có thể nấu thêm được nhiều món ăn. Món nào biết thì mình làm, món nào không biết thì gọi hội về hỏi mẹ, mẹ chỉ với Bảo nữa đó. Đó là cái kế hoạch của Ngọc, tại vì có nhiều anh chị hỏi là Ngọc sẽ làm cái gì á. Bây giờ các bạn đi làm á, mình gửi chay á, như là trước lúc mà Ngọc đi về Việt Nam mình có chia sẻ á, tiền Việt Nam không? Thì là không có đủ tiền, không có đủ tiền gửi chay, thì có là về khách ở nhà giữ nó, mùa đông nó vắng, ở bên mấy tiểu bang lạnh làm neo quá, mùa đông nó vắng dữ. Nên là tạm thời Ngọc sẽ ở nhà Ngọc giữ chay. Biết sao giờ nó lớn rồi. Bây giờ nó lớn rồi, với lại hả tiếng Việt tuần này kia cũng đang biết nhiều quá. Mà bây giờ thả nó vô trường đi học lại là 10 ngày sau là quên tiếng Việt luôn. Cố gắng. Nó lớn, nó biết nhiều đó. Đây là cái thời điểm mà tốt nhất để dạy nó tất cả mọi thứ. Nên là Ngọc sẽ ở nhà. À, thì mọi người hãy chờ đón xem những cái video clip, những cái mâm cơm gia đình mà Ngọc sẽ chuẩn bị cho gia đình nha. I'm telling everybody about my plan. What was your plan, baby? Staying home with baby. Mm-hmm. I think that's a good idea. Chồng mà nói anh nghĩ đó là một cái ý tưởng tốt, ý tưởng hay. I like the idea of you raising JD instead of some stranger. Anh nói là anh thích cái ý tưởng mà Ngọc. Dạ, raising là raising là Ngọc dạy chay hơn là để nó đi học, để cho người khác dạy. Why? Why? Yeah. Because I know what. Teacher is always better. I know what morals you'll instill in her, and you can teach her Vietnamese too. Anh nói là chủ yếu là Ngọc dạy chay được tiếng Việt. Mmm, looks good. Bữa ăn đơn giản ngon rồi. You know what this is missing? Yeah. Peanuts. Really? I get some peanut spread on it, would make it even better. Never had such a thing. Chồng mà bà nói thịt bò này, nếu mà có đậu phộng rải lên nữa ăn ngon. Ai ăn cái kiểu đó trời. Ai ăn cái kiểu thịt bò nướng mà rải đậu phộng trời. Kind of makes me, you know, think of Bella Loop. Anh ấy làm anh nhớ tới bò lá lốt. Dạ. Bò lá lốt có hành có đậu phộng rất anh. So I see we're drinking out of glasses today, baby. One bottle. Wait a minute. Yeah. Wait to make the change. Did you receive anything? Oh no, we just received the two packages, right? Mm-hmm.
It's like I get stuff almost every day for my work. Like as soon as you left, the boxes arrived. Oh, right after lunchtime. Okay. Nó được bỏ ngon ghê vậy. Baby, did you see this? Yeah. Isn't it so cool? It is. It's just pretty sweet. Nhà vợ chồng Ngọc thấy cái mẹ không? Nó đang thấy, nó nói hay, ý tưởng hay. So how do you wash that? Do you put it to the dishwasher or do you wash it by hand? Maybe by hand. Giờ chồng một bánh hỏi ngon mới nhớ. Chồng một bánh hỏi rồi cái này rửa làm sao? Cái bạc này nè. Thì chắc Ngọc nghĩ lấy xà bông rửa bình thường như mấy cái đồ bình thường đó các bạn. Chứ không biết chắc không hư đâu ha. Nào giờ còn chưa có rửa mạt á, nào giờ toàn rửa chén, rửa dĩa, rửa đồ sành, đồ sứ, đồ ly, đồ không chứ chưa bao giờ rửa mạt đâu, cái đó thiệt luôn á. Cái mấy cái mạt này chỉ có nhà hàng người ta làm cho đẹp. Ngọc nghĩ vậy chứ ở nhà mọi người chắc cũng ít có xài mấy cái mạt này, tại vì cái này chứ nói chung là ngày xưa mọi người xài nhiều ngày xưa thôi chứ còn giờ ai cũng xài mâm, xài đồ chứ ít ai xài mạt. Giờ mạt là một thứ rất là một thứ gì đó để là trang trí, để là đẹp đẽ mà nhìn nhớ lại quê hương xứ sở nữa. Tự nhiên không biết sao á, càng lớn Ngọc lại càng thích quay về cái tuổi thơ, quay về những cái mà mộc mạc nhất và yêu thích những cái mộc mạc nhất. Không biết tất cả mọi người có như Ngọc không? Giống như có về Bến Tre, Ngọc thích nhìn những cái hàng chuối, Ngọc thích nhìn những cái nhà mà dạng mà nhà kiểu dưới quê á. Ngọc thích đi qua cây cầu, rồi Ngọc thích nhìn tất cả những cái xung cảnh của dưới quê. Mà khi mà nhìn vậy Ngọc cảm thấy là cái trong lòng Ngọc yên bình lắm. Ngọc không biết sao, cái cảm giác nó vui mà nó yên bình mà nó thanh thản, mà không có bon chen với ngoài xã hội. Tự nhiên những cái hình ảnh đó nó như là nhìn những cái mạt này nè, như là nhìn những cái chén sứ này nè, các bạn thấy không? Sau cái chuyến về Việt Nam á, tự nhiên Ngọc thay đổi, thích quay về với những cái mà ta đã từng, mà nó đã là một thời, giống như là để nhớ một thời ta đã yêu vậy đó. Đó, Ngọc là Ngọc ưa hát cái bài đó. Nên là hình như là vậy sao, có cái nôi thằng sao là nhớ tất cả những cái xưa. Ngộ lắm, con người Ngọc thích đi mà chạy ngang qua thấy cái gì mà xưa là tự nhiên trong con người cảm thấy phấn khích, muốn giờ mở cái máy này chụp hình đi. I'm telling them, baby, this style is like an old style. Oh yeah? This style too. Yeah, yeah, that it looks like handmade, not made by by a machine, you know. Giờ mà nó nhìn cái này là giống như là làm bằng tay, được làm bằng tay rồi này kia. I'm like the older I get, the more I wanna go back to like an old school stuff. Yeah. Like I vintage. To go back to Bến Tre and look at like all the houses and all the trees and like the jungle, countryside. Yeah, this is countryside style bowls. Yeah. Plates. Like when I see it, I feel like so peaceful and so happy. That's good. That's what you need to do. Is you make your environment what you want to feel. Yeah. 100%. That I like this because this is not like a plate, like an eating plate. It's like a serving plate, and you know it's really cool, especially having this in America. Oh yeah, for sure. Đặc biệt là có những cái này ở Mỹ, nó là một cái mà thật là tuyệt vời luôn. Nãy giờ nói hơi nhiều, nãy giờ các bạn thấy hơi sớm nhưng mà không biết sao tự nhiên bữa nay tâm trạng trở về ngày xa xưa đó. Mà ăn thì ăn thịt bò. Thịt bò của thời hiện đại. Ngon quá, bò ngon. Which one do you think JD will like more? The shrimp or the bò? Bò. Anh hỏi Ngọc là nghĩ chay là thích thịt bò hơn hay tôm hơn? Ngọc nói chắc thịt bò hơn, tại vì thịt bò có dư gia vị nhiều hơn, tôm đâu có gia vị gì đâu. It's marinated and this is not. There is a difference. For sure. Have a good cucumber. Yo. Yo. Ngon quá. Yeah, this is real. It is really sad. Nhẹ nhàng. Đơn giản, mà ngon. It makes me think of Japan. I was just thinking about it earlier. The street food in Japan, I think, besides the street food in Vietnam, like,
better no, than not a street food in Japan. The beef, you gotta say. Well, I like it. You know what? When we went to the street vendor, you couldn't eat anything, anyways. But when we went to the street vendor, that was the like most satisfying to me. The most satisfying. The market. Yeah, the market. When we were at the market, it was the most satisfying. Like even though the Kobe was real good and all that other stuff was real good, there's something about street food that I like more than just sit down restaurants. Of course. Type style food. Chồng Ngọc với Ngọc đang nói về cái thịt bò, ngồi ăn thịt bò nhớ tới Nhật. Ngọc nói trời đất ơi, trước khi cái bữa ăn này là Ngọc đã ngồi nhớ tới thịt bò của Nhật rồi đó. Ngọc biết là chút nữa ăn thịt bò cái cục nhân ngồi Ngọc nhớ tới là trời ơi, bữa ăn thịt bò ở Nhật quá là ngon luôn. Chồng Ngọc có nói những cái đồ ăn mà đường phố cũng rất là ngon luôn. Anh thích là ăn những cái thức ăn đường phố hơn là những cái thức ăn mà ngồi ở trong nhà hàng để ăn. Nhưng mà những cái miếng thịt bò mà Ngọc với chồng Ngọc đã được ăn ở Nhật á, không thể kiếm ở được chỗ nào khác được nữa. Nó là một cái đẳng cấp của thịt bò khác. Thật sự là nó rất là khác. Mặc dù cái miếng thịt bò đang ăn cái này rất là ngon nha các bạn. Mềm. Rồi giống như giữa cái thớ của thịt với lại mỡ rồi này kia ngon dữ lắm. Cái miếng thịt bò này nó ngon dữ lắm. Mà không có cái đẳng cấp nào so với lại được cái miếng thịt bò ở Nhật hết. Thật sự là tiền nào của đó. Nếu mà bạn nào có đi Nhật ăn thử, có cơ hội ăn thử bò Kobe với bò Wagyu á, Ngọc thích nhất là bò Wagyu, Ngọc không thích bò Kobe. Bò Kobe nó đối với Ngọc nó thường lắm. Nó ăn y như bò bình thường à. Nhưng mà bò hình như bò Kobe là mắc hơn bò Wagyu. Hồi ở các bạn có coi Ngọc mấy cái video mà đi Nhật ăn á, bò Wagyu cực kỳ ngon. Nhưng mà you like Kobe more than Wagyu, right? Yeah, I think I just, you know, I like the style of street vendor, but as far as the meat, like what I liked, it was definitely the Kobe. Các bạn có nhớ cái video mà Ngọc, hai cái video mà ăn thịt bò ở Nhật, một cái là Ngọc ăn ở bò Kobe ở cái nhà hàng gì mà ăn xong cho mì á, rồi cái thứ hai là ăn cái mà hai vợ chồng mặc cái áo màu cam á đó. Rồi cái hai cái bữa ăn đó là Ngọc thích nhất là cái bữa thứ hai mà mặc áo màu cam. Cái bữa ăn đó là trải nghiệm tất cả những cái mà I love the video of we eating the beef while we're wearing the orange social. Oh yeah, that was an amazing meal. Yeah, that was definitely one of the craziest experiences I've ever had, and it made me think differently about meat. Like after, when I couldn't even finish the last little bowl of meat, you know, soup, I was like, oh man, I'm never, you know, like I'll just stick with stuff like this, and I won't go like real deep into having every single thing like that again. Why? Because it was so much. I don't eat like a bunch at one time, and that was just way too much at one time. But you know, like I said, I'll have a dish here, a dish there, a dish here. But so you know, we're just back to back to back to back to back, and it was like by the last one, I'm like, I'm never eating meat again. Chào mọi người, nói cái bữa mà cái mặc cái áo màu cam cam mà ăn thịt bò mà ăn trải nghiệm từ miếng này qua miếng kia mà từ phần này qua phần nọ là mảnh anh choáng luôn, anh bị chó ngợp luôn. Anh nói là sao cái bữa đó, anh nói chắc anh nghĩ ăn thịt luôn, tại vì nó quá ngon mà nó quá nhiều mà giống như là bị choáng ngợp luôn. Hết miếng này tới miếng kia, tới miếng nọ, tới cái miếng cuối cùng là anh chịu, anh bó tay chấm cơm chấm vn thôi. Cái video clip này nãy giờ là hai vợ chồng tâm sự với tất cả mọi người rất là nhiều. Cái bữa ăn tới đây cũng no, cố gắng ăn hết mấy miếng thịt bò rồi tôm thì không ăn hết thì cất vô mai ăn. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều hôm nay đã ngồi đây xem video, nghe hai vợ chồng tâm sự, chia sẻ về cuộc sống Mỹ, chia sẻ về cuộc sống của gia đình hai vợ chồng. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Xin chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip vào ngày mai. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.